Bichigo. Ok và chào mừng các bạn đã đến với clip mới kênh của Zeno nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chế độ sinh tồn 1000 level. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải có nhiệm vụ, đó chính là đi kiếm đồ ăn và ăn, và chúng ta sẽ được đồ VIP để chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Người đường giành được 5 điểm sẽ là người chiến thắng nha. Và đồng hành cùng mình trong ngày hôm nay đó chính là đó. Kia rồi, hãy thanh niên cho mọi người. Hello mọi người. Okay. Đấy, lần trận đầu tiên mình sẽ cho spawn ở những cái điểm mà nó có quá trời là đồ thức ăn luôn các bạn này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu này. Này, bạn thấy chưa? Thấy chưa? Ui giời ơi. Lút luôn cái đống dương rồi, tôi đang tia từ nãy giờ nhưng mà chưa có ra lút. Chưa lút kịp. Rồi chẳng được cái gì cả. Cay thật sự các bạn ạ. Ok. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta tiêu diệt được một người, chúng ta được thức ăn. Ui ôi. Cái này là cái rồi, có đoạn rồi. Cái này. Ủa ra chỉnh ca xuống rồi chơi gì nữa. Ôi cái này là... nhưng mà nó không đói. No, cái này phải hết nó mới đói nên phải chạy mới đói bạn ạ. Rồi không rồi, tới công chuyện rồi ông nào ơi. Bạn thì tới công chuyện rồi. Ui, con nước kia. Trời ơi, con nước tôi quên ông nhảy ở nước ạ. À. Không nhìn thấy, tôi không để ý. Trời ơi, phí quá, tiếc ghê các bạn ạ. Ok, trận đầu tiên cái này thì chúng ta không thể tránh được các bạn ạ. Bởi vì là rơi dưới cao xuống chúng ta không kịp chạy để đói mà ăn các bạn ạ. Ở đấy, tiếp luôn chỗ này bởi vì là... Ok, đây, trận thứ hai. Ủa, có con lợn. Cái này hay này các bạn ạ. Cái này hay cực. Có đồ ăn này, cái này ăn được này. Có, cái này ăn được. Cái này không ăn mềm. Cái này chỗ này nhiều đồ ăn lắm nha các bạn. Đi ra đi. Ok, được 3 miếng. Đâu, thanh niên anh cũng biết chưa? Ủa, nhập bà, đi vào đây, đây để cho mất máu. Tính ra thanh niên nào cũng biết nha, nhưng mà... Ai cũng biết lắm đi rồi. Đâu, đập biết rồi. Thiên nhiên đập luôn rồi. Được rồi. Ồ, cái gì đây? À, mưa mũi tên. À, mưa mũi tên à, ok. À, quên mất. Ui, được, mất tên. Mất tên làm cái gì? Sao thôi được ta? Ủa, đâu rồi? Tại sao? Ồ. Ui. Ơ, xuống đất thôi là được kìa. Ồ. Ồ. Cầm đồ ăn này rồi này. À, tôi biết kiểu gì rồi bạn. Chỉ cầm đồ ăn. Ui, có mấy cây này xịn nha. Cầm đồ ăn thôi đặt xuống đất nó tưởng là mình ăn cơ các bạn ạ. Ngon. Ok. À, đề nghị thế nào cho vòng bo trong vòng 60 giây còn lại một vòng bo thôi nhá. Ồ, to luôn bạn. Rồi. Ui dồi ôi, cúp à. Không cần bạn ơi. Mũi tên à, không cần bạn ơi. Nè, right. Ui dồi ôi. Ôi. Ui dồi ôi, tính nhanh ngày hôm nay gọi là full đồ VIP này bạn. Ui dồi ôi. Có kiếm. Muốn đây, cho ăn đi. Uai. Nào, thế như này. Ê à, thôi, đừng. Đừng này, dính biệt văn. Khang à, ui cội, thoải mái đánh, thoải mái đi. Người, con người không bao giờ chết bạn ạ. Con người bất tử. Này, thanh niên kia có kiếm kim cương xịn lắm, chém một phát nửa cây máu ấy. Ủa, kiếm này nó ra thì ui dồi. Dạ. Ôi. Ghê chưa? Ghê. Không sao, Zeno có kháng lửa. Ghê. Mà. Ê à, cũng cần ốc bách. Hình như thanh niên cũng có cái... Thì giống mình. Đấy ôi, Khang ơi. Ở đây kia chết kìa. Rồi, tới công chuyện hai thiên nhiên rồi. Yeah. Oh. Rồi, Khang à. Rồi chết rồi. Rồi. Thì rồi chết à. À ôi, quên rồi. À. Ủa em nhớ cái này chơi đâu có bị té chứ người ta. Có bị té, đây chỉ là cái cướp cờ mới không bị té thôi. Trời ơi, mày thế. Ừ. Chỗ này có gì đồ ăn không? Đây rồi, có đồ ăn rồi. Thịt ngựa đó, bạn ăn đi Văn. Ăn thịt ngựa đi. Nhưng mà không mất máu bạn. Bây giờ nên có cách cho mọi người này. Mọi người sẽ nhảy xuống vực. Ừ, nhảy đi. Ừ. Nhảy đi. Văn hit. Voiding. Cái gì mà hit? Voiding. Từ dưới đi lên. Đấy lên. Ok. Chúng ta tứ lấy một con. Kệ, tiện mình lượm được miếng da hả cây thật. Thì lượm miếng da. Không thấy, thấy lượm da. Hay thật sự. Trời luôn. Quá hay. Mỗi hai miếng thịt là ăn cái gì? Ồ. Oh. Cái từ dưới trên thì chúng ta sẽ phải nếu mà vòng bo thu vào bên trong ấy. Kiếm đồ. Đây vòng bo thu bên trong thì chúng ta sẽ phải kiếm đồ.
đánh tiêu giành chiến thắng trước khi là rồi. Cái này hơi nắc nha. Đây. Ok bạn. Sao nó nắc gì vậy? Ôi mình quên mất là nó rộng quá bạn ơi. Ôi dồi ôi. What? What the hell? Trời ơi, ngày hôm nay chiến đấu này nó nâng cấp lên bạn ơi. No. What the fuck? Rồi rồi, rút kinh nghiệm lần sau là tôi sẽ tránh xa những cái chỗ này khỉ khô có cái này ra. Thì chi thấy nó nắc nắc là thấy hiểu rồi. Chứ đâu có nắc đâu. Trước nó không lắc đâu bạn. Từ đợt update này nó to rộng hơn và nó lắc hơn bạn. Rộng hơn, okay. Nó còn sâu nữa. Rồi. Đúng không anh? Thì rồi nè. Anh nghĩ ban tổ chức là trận nào cũng phải cho vòng boss thu nhá. Có khi nào tiền tuyến nó cũng to như này không ta? Trận nào cũng phải cho vòng boss thu á nha. Đấy. Tí nữa chúng ta mới có thể vào bo để chinh chiến được bạn. Bây giờ thì mình cứ đi kiếm đoàn á. Ô, con đá gì nè. Con đá. À, bắt lên cao xong rồi nhảy xuống. Ui giời ơi. Sao mình không để cho TNT? À em nhảy vô TNT mà. Giờ Vanh mới biết à. Ôi Vanh chiến này nhẹ hôn. Và kia lại chết thì sao máu hồi ghê vậy hả? Không phải đâu, bởi vì gì? Chạy tập thể dục hay lắm các bạn ơi. Mới bớt được. À đây, hết đói rồi, hết hồi máu rồi. Ôi giời ơi. Nhưng không có đồ đâu, không phải sợ. Ôi giời. Bình tĩnh. Có thuốc đào nhanh. Để tất cả bình tĩnh để em. Ui. 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 Không. Ui giời ơi. Ui. Đâu. Không ra được. Ừ chui bo là không ra được các bạn. Ui ngày hôm nay chế độ này nó khó hơn một chút là chúng ta sẽ chỉ có một ô của vòng bo thôi, chứ không phải là nhiều ô như lần trước nữa. Đấy. Những cái thử thách này nó sẽ nâng độ khó hơn lên rất là nhiều. Trái con lợn coi. Con heo này, con lợn này. Thôi ba miếng thịt thôi, không ăn hết đâu. Yeah. Ui giời, okay. One hit VP. Ô, Corrupt Bow à. Yes, baby à. Come on baby. Cách nào mà ăn được ta? Ăn đi nào. Ăn đi bé ơi. Ủa, Corrupt Bow sao lại cho cái cung? Nó update rồi. Ủa gì á? Ok. Nè ní luôn. Sao có thể ảo diệu tới như vậy? Ủa, ai cố tình bắn tôi vậy? Vậy vậy? Ô bắn Khang được thịt. Ô đi Khang bắn trúng người được thịt nha. Cay thật đấy. Có lâu. Ui mà sao không đói vậy? Mà ăn đây đói. À đúng rồi, không chui vào trong không ra được. Ừ. Ơ, ngoài không đặt được block cây đấy nhỉ. Ô. Mày đi là sao đi chạy mà. Nhảy thiệt. Đổ bắn chúng. Không bắn chúng. Ê. Rồi đầu á. Ơ kìa. Ê. Sao sinh viên này nhảy lúc nó bị đứng ở trên trời ấy. Ôi trời ơi. Không sao Vanh nhìn thấy nó nhảy bị đứng lát trên trời. Vanh lát đây. Mình nhìn lát ở thấy mình đứng trên trời ảo thật đấy. Tính như tôi. Nhiều đồ vậy. Tính tôi định ăn để lấy đồ VIP cơ, nhưng mà còn ít máu quá thì còn không ăn được nữa. Thôi tôi từ bỏ cuộc chơi các bạn ơi. Nhỡ thua mất các bạn. Anh xin đưa tay giúp lui thôi. Okay. Đây. Win đây. Hit. Ôi giời ơi, ăn hit. Hit à. Rồi quá dễ đi chứ mày. Này cứ cần gì đồ vậy? Không cần đồ á Vanh nè. Tin không? Ừ. Bạn tin tôi tin tôi làm ôi, mình tất đồng bạn lại đây tin không như nào yên tâm tôi làm được bạn ơi. Ôi lâu đói đấy à, biết một cách nhanh đói rồi, chui xuống nước.
Ừ. Rồi phải đợi cho nó hết nước. Ui giời ơi, được bảy vàng à. Bảy vàng làm cái khí gì? Rồi xong rồi bo thu luôn. Ok, chưa kịp. À, ui. Kìa. Chưa kịp. Cái này đã bảo kiếm đồ để BB rồi, tự nhiên. Ở đây con giời này. Ôi ôi ôi. Nếu mình đánh trốn thì ai sao mà né được. Không nhận thế về PvP đội chuẩn này thì thanh niên Khang là bá đạo rồi bạn. Thôi thua xứng đáng, thua xứng đáng. Kìa sao Văn chui xuống đất, Văn đứng nào? Đâu? Tôi đang đứng là... Cho ông Văn đi. Ờ đúng rồi, chui xuống đất thật. Đừng, đừng có chui xuống vực ma, đừng. Ừ, thôi nhảy xuống đi. Của em mà, ơi trời ơi. Cảm ơn. Ok. Lava, lava. Ui trận này lava là cần nhiều nha. Trận này lava cần nhiều đồ ăn nha. Tôi xin thôi. Ôi trời ơi, hết sạch đồ ăn rồi. Cay thế nhờ. Hết đồ ăn rồi bạn ơi. Trận này chúng ta phải leo lên cây thôi mới cưng. Ấy, bên kia có con cừu đúng không? À có hả? Ờ đúng rồi, xuống bắt cá. Ôi giời ơi. À, ai dạ? Ừ, bắt đi tới chừng nào. Không nói được không ta? Mấy cái này có nói được không ta? Đừng có nói là nó có phục hồi liên tục nha. Nó phục hồi kiểu vậy nó mất. Không phục hồi. Em mất nhiều tim mà nó vẫn hồi nhanh nhở. Thế ơi, ui xôi được hai block sắt. Hay thích nhở. Trông chờ bo thu luôn. Bo thu, trời sao bo lại quên thu quá. Bo Thằng nào. Ui yes. Ok, cho nó vòng gì vậy? Thế có cánh ấy. Cánh nào người ta có pháo bông có cánh. Ô. Cái này không đấm được đâu, cái này không đấm được đâu, cái này chỉ sống sót thôi. Ơi chết rồi. Ơi chết ngắt rồi. À, có cách. Đi trước nha. Ôi giời. À, vẫn có cách. Đập cái nước này ra để cho nó chui. Ai chết rồi không lên được ơi. Thanh niên đi xuống lòng đất à? Cho no! Đi. Trời ơi tôi ở ngoài này tôi không... No! Rồi. Không ăn được rồi. No! Không ăn được rồi. Rồi xong. Ai? Ui trời ơi! Một tô tem! Trời ơi! No! Tôi vẫn thắng trời ơi! Đường Anh Khang... Ủa? Đường Anh Khang làm gì cơ? Trời ơi! Chết trước cơ mà! Người ta làm gì đâu tệ luôn! Mày thép ăn phát cuối được cái tô tem mới ngon thật sự bạn ơi! Không hiểu kiểu gì à? Cố lên nào mấy con rời nào. Ô, lạc nè. Ăn á. Nó có đồ ăn đó. Nó cho ăn nước miếng. Nhổ đi. Trời ơi, nó nhổ nó không đau thế nào bạn ạ. Nhổ. Rồi mát quá. Đợi nó chắc tới mù quýt luôn quá. Nó nhổ chỉ nhổ mát đi. Mặt thôi bạn ạ. Chứ... Nhổ đi. Ui, sao đi phơ phí ta. Ê, lạn đừng rơi xuống. Tiếp đi, liên tục. Ở Liver Pit à, không biết nó có nhiều không, nó có rộng không ta? Ừ, nó cắn phát chết ngắt luôn vậy không? À, chế độ Liver Pit ngày hôm nay là bận đạt được block rồi nha. Ê, nhưng mà nó có đuổi theo mình không? Không, không nó có đuổi nè. Ồ, tất nhiên là có rồi. Thích thì đuổi mà không thích thì nó đuổi. Nó có, nhưng mà sao mãi không ăn được vậy? Để cho nó cắn đi. Thôi, nó cắn đi luôn đấy. Tính nha, đứng ngoài bo là không ăn được đâu nha. Ui, được cả đốt vàng làm cái khỉ gì ba. Cho bọn nó lên đây nhiều vậy. Ôi ôi. Đúng rồi, đuổi đi. Đứng lên trên cây nó không đuổi. Tuy nhiên anh hên được kiểu trên cây bạn ạ. Ôi, phí. Không sao. Phí thế nhờ. Hên thôi. Bo á, đấm đi. Ơn thôi xui con nào luôn. Đi ra của đây. Ôi trời ơi, mình nhận được miếng da chứ. Thế nhận được tiền, mình nhận được miếng da. Tự nhiên tưởng bả. Miếng bò này cháy giống vậy. Được rồi. Thôi hai miếng thì tôi cần gì nhiều. Ui giời. Thằng đấm đi kha. Đúng rồi, đấm nhau đi. Thằng đấm đi. Không, suy nghĩ lại rồi. Giỏi. Ủa cái này đâu. Ui. Hôm nay có regeneration liên tục, không ăn được, không đói, không ăn được. Chạy bộ tập thể dục rồi.
Không, cái này chỉ đi đẩy lùi thôi. Vào giữa đấy lại thế. Làm sao? Vào giữa xong rồi nó mất hết này, nó mất hết này. Mất hết. Làm sao? Bị đói kìa. Ô đói kìa. Bị đói này. Cung nhưng mà không có mũi tên. No. Rồi xong có sắt thì là. Rồi, thế là xong đi vào cái gì đây? Giờ sao? Nhá. Giờ sao? Em có cắt. Yeah! Ở đây. Ủa? Ở đây không bị làm sao nữa. Ok. Yeah. Nè. Bây giờ hoặc là thanh niên vanh vào đây. Hoặc là... Hoặc là dưới đô ra đấy vanh vào cái gì? Thế ra mình không ra được bạn. Đấm ở ngoài không đấm được. Thế Khang còn sống không? Sống nhất răng à? Dưới đô đào xuống dưới để vanh nhảy qua nào. Đập ngát luôn kêu sống. Ê. Bây giờ lấy đà không lấy đà nó đau xuống nữa. Đúng rồi, luôn nó đi à tầm này chắc được đấy. Ấy ơi. Trời ơi, nỉnh non thật sự luôn đấy. Trời này thì đứng ngoài này, đứng ngoài chúng tôi. Làm gì có lóc trên đầu? Làm gì có lóc trên đầu? Lóc lá đấy còn gì. Thêm một trận cuối cùng đi, tính nha, trận này cho vòng bo khoảng 2 phút đi để cho chúng ta có thể có thêm phải ui, chỗ này đồng cỏ. Ôi giời. 120 đó, là 120 đó. Ôi giời ơi. 60 đó. Thế nhưng mình đang còn bị được kháng cự bạn ạ. Này thằng đúng luôn. Ui giời, không mất tí máu nào. Kháng cự mà. Em mất 5 cục máu luôn. Lại xử lý vào phim. Bo của hai. Của em. Của căng đầu. Này thì tranh giành. Tranh giành không có lết gì đâu anh ạ. Ok. Ôi ơi, đi tranh mình. Đã được cái nào? Rồi, có Sliver thì đi. Rồi, xong luôn, chui hẳn xuống vực luôn. Đi rồi. Cuộc đấu này chỉ còn lại Zero và Vanh. Nhảy đi. Ôi, cắn đầu thế, ôi. Ê, không sao, game này Vanh xin rồi. À, thanh niên này cũng chiến thuật giống mình à? Ngon bạn ơi. Đã. Ê, con này lên được cây. Úi giời ơi, bên kia nó lên được cây kìa. Đâu cái chỗ đó của em đó bạn. Lên được rồi. Càng à? Bảo sao thì nó bò đống lên. Úi giời ơi. Trời ơi. Nè, bên dưới bên góc này. Quá non. Nào, chúng ta sẽ làm một trận nữa đi. Trời ơi, trận này con Sliver Fit chúng ta không được ăn uống gì cả. Trời ơi, toàn thấy chết thôi các bạn ạ. Đào. Để coi. Có lava này. Có lava này. Sắt luôn này. Chui vào lava. Chui đi. Cho nó đói. Đây như mày nhặt rồi. Một miếng ạ. Cày thế nhở. Đi đây, bây giờ à? Ôi giời, lại bò lên à? Rồi xong, tôi nghe rồi, một chút rồi, đây. Rồi, rồi, tới công chuyện rồi, luôn à. Xong rồi. Ôi, thanh niên kia chui luôn vào kia để ăn luôn à? Chứ còn gì nữa. Đẻ chứ rồi. Tao đừng có đẩy. Này, thanh niên chết rồi. Nát rồi. Nào, ôi, không lên được, ơ kìa. Rồi, chết luôn rồi. Được táo vàng làm gì? Đi ra. Rồi, cũng đi thôi. Nát rồi. Ui được mấy vang ạ, à. Nào. Nắc rồi, Zeno đi rồi. Yes, không. Không. Nghĩ gì? Nghĩ gì vậy đó? Chưa nghĩ gì là, nghĩ cái gì? Gì? Còn lâu. Ôi yeah. Ấy kìa. Ui, mình ăn quả táo vàng là dại quá bạn ạ. Ôi, đập lần này. Đẩy lùi xa chứ mày. Ôi, các bạn thấy ngày hôm nay gọi là chế độ này nó nâng cấp. Nâng cấp cái hố này to không bạn? Ui. Còn sâu nữa. Sâu lắc thật sự luôn các bạn. Ok bạn ơi, hôm nay chắc là clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu bạn thích mình kết hợp những chế độ khác nhau trong Minecraft sinh tồn này thì nhớ là comment ý kiến của mọi người nha. Đừng quên là ấn đăng ký kênh của tất cả thành viên Noob Team nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.